Thưa quý vị, vạn vật sinh sôi, trăm hoa đua nở, những thay đổi của đất trời vào xuân luôn mang đến cho con người sự rung động xao xuyến. Và với người họa sĩ, đây chính là thời gian để tạo nên những cảm xúc thăng hoa trong sáng tạo. Mỗi người nghệ sĩ đều tìm lối đi riêng trong diễn đạt ngôn ngữ tạo hình cũng như phong cách thể hiện. Nhưng mỗi tác phẩm góp mặt ở các phong tranh mùa xuân và hình tượng con giáp đều gửi gắm thông điệp, sự suy tư chiêm nghiệm về cuộc sống cùng những ước vọng một năm mới bình an, sung túc hơn. Phóng sự sau mời quý vị cùng tìm hiểu sự sáng tạo nghệ thuật về hình tượng con giáp năm nay. Đã thành thông lệ, chào đón xuân mới hàng năm, phong tranh mùa xuân và hình tượng con giáp lại mở cửa đón người thường làm. Địa điểm tổ chức mỗi năm có thể khác, nhưng phong tranh thì năm nào cũng vậy, luôn chất chứa nhiều cung bậc cảm xúc của những nghệ sĩ trước sự đổi thay của thiên nhiên, tạo hóa, cùng những ẩn dụ được gửi gắm qua hình tượng con giáp, được thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa. Ở phong tranh này, tôi thấy cái lớn nhất là cái cảm xúc của người nghệ sĩ với cái sự thay đổi của thiên nhiên, đất trời. Nó cũng tạo nên một cái hứng khởi. Biểu hiện ở đây rất rõ là cái phong tranh nó mang nhiều cái gam màu, sinh động, hồn nhiên, vui vẻ. Cách thể hiện cũng linh vật, rất là nhiều góc độ, ẩn dụ những cái ước nguyện, những cái tâm tư của đời sống nhân sinh của người. Lấy cảm hứng từ câu thơ "Đêm qua sân trước một nhành mai" làm ý tưởng sáng tác và đặt tên cho tác phẩm của mình. Thanh Phong cho biết anh chọn tấm bảng vàng ép cũ để thể hiện hiện thực của cuộc sống. Cái cũ chính là nền tảng, sự khởi nguồn của cái mới. Còn với nghệ sĩ Lê Thìn, chất liệu trúc chỉ cùng hình tượng hai chú chuột du xuân thể hiện ước vọng của người mẹ trẻ về một mùa xuân tươi đẹp, cuộc sống ấm no. Tình cờ thì em thấy được miếng vạn gỗ này là của cái bảng cũ, mà nhìn thấy cũ thì mình thấy cũng cái vấn gỗ rất hay. Thì em thấy đẹp thì em bắt đầu em nghĩ là ý tưởng là mình vẽ từ cái cũ mình ra cái mới, bảo mình vẽ thêm cành mai rồi vẽ đây là chủ cuộc mô trắng để từ tính cho năm mới, gửi đến thông điệp năm mới này là mọi công việc rất là suôn sẻ. Phong tranh tại Gallery Sông Như là sự tiếp nối một cuộc triển lãm như vậy, là nơi hội ngộ của những người đam mê nghệ thuật mỗi dịp đầu xuân suốt 15 năm qua. Phong tranh luôn gây ấn tượng với cách đặt tên theo chủ đề con giáp của năm. Canh tí, gạc chuột, thử côn là cách chơi chữ dí dỏm gắn vấn đề được nhiều người quan tâm hiện nay, đó là việc đo nồng độ côn. Năm nay, phong tranh có sự góp mặt của 19 tác giả với 28 tác phẩm, trong đó có 3 tác giả đến từ Quảng Bình. Nếu như người đời thường xem con chuột là con vật không hề tốt đẹp, thì dưới góc nhìn của các nghệ sĩ, những mặt tích cực của nó được khơi gợi. Với những nét biến hóa, cách điều, hình ảnh con giáp của năm Canh Tý 2020 hiện lên trong dáng vẻ sinh động, lém lỉnh, tinh khôn. Mỗi bức tranh thể hiện một cách nghĩ, cách cảm nhận về tính cách, hình tượng con vật, truyền tải để người xem ước vọng về một năm mới tươi vui, sung túc, phồn vinh. Tôi lựa chọn cái tính cách tinh nghịch của Tý để mà thể hiện trong tác phẩm của mình. Tôi sử dụng hình tượng của hai con chuột, nó đang nghịch ngợm ly rượu để nói về việc sự tò mò của nó với những thứ mà đôi khi nó cũng chưa hiểu do con người tạo ra, nhưng mà nó cũng sẽ có những cơn say riêng của mình. Trong mỗi tác giả thì nó có họ có những cái ý tưởng riêng, là nhân cách hóa con chuột lên như là một cái con người biết thưởng thức mùa xuân. Có người thì người ca cái sự trúng thủy của con chuột, người đời thì cứ xem con chuột như là một cái vật dơ bẩn nó từ cái cống như rồi rành, nhưng mà với góc nhìn của họ sĩ thì họ không nghĩ như vậy mà họ nghĩ khác đi, nó có một cái tính, cái đặc tính của nó để khơi gợi lên một cái vẻ đẹp của nó. Gặp thêm cho Huế những địa chỉ văn hóa nghệ thuật, giới mỹ thuật Thừa Thiên Huế đang cộng hưởng hòa điệu cùng bức tranh xuân của đất trời và lòng người.